With Viet Channel. Đương nhiên là trong sự kiện của Apple Event thì không thể nào thiếu đến iPad được rồi. Năm nào họ cũng cho ra mắt một mẫu iPad mới của mình. Không biết là iPad gì thôi, nhưng mà chắc chắn họ sẽ ra chiếc iPad. Thì năm nay họ đã cho ra mắt đến hai mẫu iPad. Đó chính là mẫu iPad Air và mẫu iPad Gen 8. Ok, thì mình sẽ nói về mẫu iPad Air trước đi. Thì iPad Air 2020 sẽ có những gì? Họ, những người trình diễn ở sự kiện Apple Event cũng đã cho chúng ta biết rằng là chiếc iPad Air 2020 sẽ có một màn hình cực kỳ lớn, lên tới 10.9 inch với độ phân giải là 2360x1640. Có thể nói rằng đây là một màn hình có kích thước cực kỳ lớn, lớn hơn cả chiếc iPad Gen 8 mà mình sắp nói tới đây. Nhưng mà nói là về kích thước màn hình nó lớn như vậy không có nghĩa là cái phần hiển thị của nó cũng sẽ dài và rộng đến như thế, mà mọi người cũng phải tính đến là phần giải viền đen hai bên nữa. Thì cho nên là mọi người cũng nên trừ bớt khoảng 2-3 phân để có thể có một cái nhìn thực tế hơn về các dòng iPad. Đương nhiên là nhiều người nói là việc đưa Touch ID kết hợp với nút nguồn thì nó không có gì mới, và điều này thì đã có khá là nhiều hãng sử dụng rồi. Nhưng mà với Apple thì mình nghĩ đây là một phương án mới, đưa một iPad Air lên một tầm cao mới, khiến nó trở thành một chiếc iPad hay là gọi là một sản phẩm đầu tiên của Apple sở hữu cho mình chiếc Touch ID kết hợp với nút nguồn. Đương nhiên nói về dòng Air thì nó sẽ dưới một bậc so với những chiếc iPad Pro, đó là nó sẽ không có Face ID, thứ mà khá là tiện dụng khi mà mọi người phải dùng những thiết bị mà có độ lớn, những chiếc iPad hay những chiếc laptop. Nhưng mà không sao, nó trang bị bảo mật Touch ID cũng là một thứ gì đó rất là đáng giá so với vòng Air những năm về trước rồi. Nói thêm một tí về chiếc iPad Air 2020 này, thì việc nó trang bị một con chip A14 Bionic thì có lẽ hiệu năng của nó cũng sẽ chỉ thua kém một vài dòng iPad Pro vào những năm mới nhất gần đây thôi, chứ nó sẽ không thua quá nhiều về các dòng iPad được sản xuất khoảng 3-4 năm về trước đâu. Thường thì khi mà giới thiệu về dòng iPad Air thì Apple thường không nhấn mạnh về cái dòng camera, vì cái dòng camera của họ trang bị trên Apple Air này, thậm chí nhiều người còn ví những cái camera ở trên những chiếc iPad là dùng để làm kiện cơ mà. Thì hy vọng gì ở một chiếc camera của iPad, cho dù nó là một chiếc iPad vào năm 2020. Nhưng mà ở trong sự kiện thì họ, Apple lại đề cập đến chiếc camera này khá là kỹ khi mà giới thiệu nó là một chiếc camera có độ phân giải tới 12 megapixel với khả năng quay 8K, cùng với đó quay slow-mo 240fps. Nếu họ đã nói thế thì mình cũng đang có một cái kỳ vọng khi mà trải nghiệm chiếc iPad Air 2020 này, để xem là thực sự là khi họ nhấn mạnh cái việc mà camera của họ thì xem nó có thực sự là hiệu quả như mà họ đề cập đến hay không. Và rồi, thì là sản phẩm cuối cùng của Apple thông qua sự kiện Apple Event lần này, đó chính là chiếc iPad Gen 8, cũng là một bản nâng cấp hoàn toàn mới từ chiếc iPad thế hệ thứ 7 mà ra mắt vào năm ngoái. Và họ nhận ra rằng là người dùng rất thích sử dụng chiếc màn hình 10.2 inch trên dòng thế hệ thứ 7 thì cá cắn câu mà, tại sao thì người ta lại không tiếp tục thả môi. Thế nên là Apple đã có một bước đi vào lòng người khi mà mang cái màn hình 10.2 inch Retina trở lại trên dòng Gen 8 của mình. Nhưng mà khác với lại màn hình trên iPad Air thì các dòng iPad mà Gen thì họ thường sẽ thiết kế hai dải viền bên cạnh cực kỳ mỏng, nên mà cái màn hình 10.2 inch này thực ra thì nó sẽ có thể sẽ ngang bằng với lại cái màn hình 10.9 inch trên iPad Air 2020 đấy, với một màn hình lớn mà còn là màn hình Retina. Chính vì vậy nên các thao tác sử dụng màn hình trên con iPad Gen 8 này, khi mà nó cho độ biểu thị hình ảnh gấp 2 lần so với thế hệ thứ 7, đó Apple nói thế. Còn iPad thế hệ thứ 8 này sẽ dùng con chip A12 Bionic, hơn hẳn 2 đơn vị so với con chip A10
mà Apple đã sử dụng cho con iPad Series thứ 7 của mình. Và họ trong thuyết trình thì cũng đã đề cập đến rằng là nó sẽ nhanh gấp 2 lần một chiếc máy tính Windows, nhanh hơn 3 lần so với những chiếc máy tính bảng do đối thủ thiết kế. Chính vì vậy họ mới có cơ sở để mà có những bài so sánh như vậy khi mà trình diễn trên sự kiện. Và một điều thú vị đó chính là chiếc Apple Pencil cũng đã được đưa lại lên trên chiếc iPad thế hệ 8 này, khiến nó sẽ phục vụ đa cách vụ hơn như là vẽ hay là giúp lưu ký, bút ký gì đó cho những người có những công việc liên quan đến những các vụ đó. I've been waiting for you.